Xin chào các bạn. Cây này nó lùm xùm quá, bây giờ mình chỉnh nó lại thành cây bun xin nha các bạn. Mình thay chậu cho nó. Các bạn sạch rồi ha. Đây, giờ mình thay chậu mình chơi cây bunzin mini các bạn ơi. Thì cái chậu là cái chậu này nha các bạn, chậu Nhật á, cái chữ sao băng. Cái cây cây cọng dây đồng này để cố định thôi các bạn ha. Mình quấn cho nó, giữ cho cây này đứng vững. Rồi các bạn ơi, nó hơi nhiều cành ở phần đầu thì mình đã cắt ở dưới này 1, 2, dài dài lên đây ha. Chơi bunzin chơi, nó vui.